thì con đang đứng ở Ao Bà Om ở Trà Vinh. Ở Trà Vinh. À mấy cô chú coi mấy gốc cây này đẹp lắm nè mấy cô chú. Ban ra đi lại tùy chỉ từng gốc cây cho cô chú xem đi. Đó, mọi người thấy không? Ồ, mấy cái gốc cây ở đây rất là to. Ở đây giống cái ghế nè. Ừ, rất là to. Và cái chỗ này là chùa Ao Bà Om nằm ở Trà Vinh, rất là lớn nè. Mọi người xem nè. Đẹp ơi là đẹp, đẹp như trong tranh luôn á. Cây cảnh đồ này kia đẹp tuyệt vời luôn. Mà khách du lịch ở đây rất là đông. Con trả tiền cho cô rồi, 2 cây. Dạ. Con trả tiền rồi. Trả tiền rồi, 10.000. Mua về cho em nít không? Mua. Để một chút đi. Mẹ quay đã, hai con đi vòng vòng cho mẹ quay đi. Chùa đẹp lắm. Nhưng mà do vấn đề là mình không có lên tới chùa. Hả? Cái này dụ mấy con sáo, mấy con gì được nè. Mà cái này là tiếng của con chim gì? Chim gì đó, chim sáo gì à? Không biết nữa. Hú. Ở đây đông lắm sáo. Mọi người. Người ta đi tham quan đồ đẹp lắm. Ở đúng đây rồi, chùa Bà Om đông. Sáo trên quê mà nó. Mẹ. Ừ. Xe đó nha con. Đúng rồi. Ra đây. Ra đây. Dạ. Dạ có. Đây nè, ngồi ở đó. Đối diện đó. Đối diện đó. Dạ dạ. Bye bye. Đang đánh bài. Đó cái đối mình cứ ở đây mình băng qua đường là mình thấy nè. Đẹp quá à. Wow. Cái đó người ta chắc nuôi cá. Trời ơi đẹp quá à. Ở đây nó đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp quá mọi người ơi. Mọi người ơi, đẹp quá đi. Đẹp quá mọi người ơi. Ở đây rất là đông. Cây cối rồi, ở đây gốc cây nào gốc cây đó nó bự chà bá luôn. À, cái gì quên này, bà Om hả Panda, cái gì quên này. À, Bờ Om ở Trà Vinh. Còn cây của anh để bên đây, em không có túi đâu, để bên đây. Em muốn lấy gì ấy, để bên đây. Không có hư đâu. Chuột, bé em ngủ ngon nha, bye bye. Chuột, bye sao không cho em thổi tự nhiên, cất của em cái con móc ra con thổi con vui kêu này á. Mình tưởng tượng ở đây giống như là ở Đà Lạt vậy đó, khung cảnh nó đẹp vậy đó, đẹp quá trời đẹp luôn, dễ thương. Đẹp quá mấy cô chú ơi.